bóng đá là một cái niềm đam mê của mình, cho nên là sẽ cố gắng sắp xếp để lịch trình của bóng đá sẽ không ảnh hưởng với lịch trình âm nhạc của mình. Sếp cũng khá là bận cho lịch trình về âm nhạc của mình, nhưng mà ngay từ đầu sếp nói thì bóng đá là một cái niềm đam mê của mình, cho nên là sếp cũng đang rất là cố gắng sắp xếp để mà việc bóng đá cũng như là lịch trình của bóng đá sẽ không ảnh hưởng với lịch trình âm nhạc của mình. Về âm nhạc thì nó còn ở tương lai và sẽ chưa có tiết lộ nhiều lắm, nhưng mà hy vọng sắp tới thì thời gian nhanh thôi sẽ mang đến cho mọi người một cái đêm để hội tụ tất cả mọi người, là điều thứ nhất. Cái thứ hai là một sản phẩm âm nhạc gì đó thì được chỉnh chu gửi đến tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì một buổi rất là vinh dự khi mà em cùng với đàn bông đang có mặt ở trong buổi tối rất là đông vui ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào các thầy để chúc mừng cho sự ra đời của tổ hợp lên đài Mekong lớn nhất. Gió này không nghe này, tôi lãng tai nữa chứ. Nói này không nghe này, tôi lãng tai nữa chứ.